chuyện gì? Đó, em nói rồi á, anh không có chịu tin em à. Anh lấy cho. Chào mọi người. Tình cờ quá ha. Chào chị. Chào chị Lan. Đúng là tình cờ thật. Mời chị ngồi luôn. Chào anh Việt. Chào Phong. Chị Dâu, chị Dâu, chị Dâu, chị Dâu. Rau xào của chị đây, rau xào của chị đây. Em mời chị. Ngôi nhà mơ ước của tôi, tự do muôn năm. Còn có thích sống một mình đâu á, mà tự chứ chả do. Không phải ở chung với cả mẹ kế nữa, thì đã tự do rồi mà mẹ. Anh nói linh tinh, tưởng thế là hay đấy. Thì con nó lỡ lời. Với lại á, tâm nó không có vui á, sao con nó nói lời hay ý đẹp để vừa lòng anh được. Sao? Kìa anh, cứ kệ con nó dọn về rồi sửa chữa tính sau. Mà con nữa, cũng chiều bố một chút. Chứ người ta đang giận cá, có khi muốn chém cả người đó. Cô biết cái gì mà nói? Nếu như cô không sai thì việc gì cô phải giấu chuyện cô từng là người yêu cũ của chú Vũ với cháu và bố. Thế cháu nghĩ là khi cô nói ra chú Vũ sẽ chấp nhận tình cảm của cháu à? Cô không nói không phải là vì cô muốn giấu. Việc mình có một người yêu cũ cũng chẳng có gì là sai trái cả. Ai cũng có quá khứ. Lựa chọn sẽ chia sẻ hay cất giữ nó là quyền riêng tư của mỗi người. Bố cháu luôn hiểu và tôn trọng điều đó. Bởi vì trước khi đến với cô, thậm chí bố cháu còn có cả một cuộc hôn nhân. Và bây giờ là sự xuất hiện của cháu ấy.